Xin chào các em, chị đến từ Học Văn Chị Hiên. Ngày hôm nay, chị sẽ hướng dẫn các em chuyên đề 1 viết bài văn nghị luận xã hội về một tư tưởng đạo lý với đề bài như sau. Phân tích và làm sáng tỏ ý nghĩa của câu nói "Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông", Nguyễn Bá Học. Bài làm: cuộc sống là một bức tranh đa màu sắc, và trên hành trình nỗ lực khám phá của bản thân, chúng ta sẽ gặp không ít những khó khăn, trở ngại. Bởi lẽ, cuộc sống sẽ không bao giờ trải hoa hồng cho bạn bước đến. Có người sẽ thành công với mục tiêu của mình, có người lại chật vật với những hoài bão, mơ hồ viển vông. Như Lỗ Tấn đã từng khẳng định, trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng. Tất cả đều nằm ở ý chí, nghị lực của mỗi người khi đương đầu với những khó khăn, thử thách. Hiểu được giá trị cốt lõi của vấn đề, Nguyễn Bá Học đã có ý kiến cho rằng đường đi không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Mỗi người đều có một cuộc đời và có một con đường, nhưng tất cả đều có chung mục đích, đó là sự thành công. Nhưng liệu trong cuộc sống quá xô bồ, tấp nập như hiện nay, ta có đạt được những thành công nếu không mang trong mình một ý chí, nghị lực sống hay không? Nguyễn Bá Học đã mang đến cho ta một thông điệp sống thật sâu sắc. Ta hiểu, đường đi khó là sự gập ghềnh, khúc khuỷu của những con đường. Nhưng ở đây, câu nói không chỉ đơn thuần muốn nói đến những con đường đi bình thường, mà đường đi ở đây là một ẩn dụ để nói đến con đường đời của mỗi người. Tương tự sông và núi là ẩn dụ để chỉ những khó khăn, gian nan, thử thách mà chúng ta gặp phải trên con đường đời. Lòng người ngại núi e sông hàm ý chỉ thái độ nản chí, chùn bước trước những khó khăn thử thách của cuộc đời. Câu nói trên có ý nghĩa khẳng định và nhấn mạnh vai trò của yếu tố tinh thần, sự kiên trì vượt khó của con người đối với sự thành công trong công việc và cuộc sống. Cuộc sống là một hành trình dài với biết bao thử thách, cám dỗ phía trước. Điều quan trọng nhất là bạn phải làm chủ được bản thân, có ý chí nghị lực để vượt qua chúng. Nếu cuộc sống là một chặng đường dài, thì khó khăn thử thách sẽ là những ngọn núi cao, những con sông dài ta phải vượt qua. Nếu biết kiên trì và quyết tâm, ta nhất định sẽ đạt được mục tiêu đó. Trái lại, nếu ta luôn lo sợ thất bại, thì công việc đó chẳng thể đi đến đâu. Giống như Bác Hồ đã từng căn dặn, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Mọi khó khăn rồi sẽ qua đi, điều quan trọng là bạn phải dám bước, bước lên phía trước và hướng đến những điều tốt đẹp đang chào đón. Ta biết đến kỳ tài Mạc Đĩnh Chi, hiểu được gia cảnh nghèo khổ, khó khăn thiếu thốn không có tiền mua nến, không có chút ánh sáng để học. Khó khăn là thế ấy cũng không ngăn nổi ý chí, nghị lực phi thường trong ông. Mạc Đĩnh Chi ngày đêm ra sức học hành, ông đọc sách mọi lúc mọi nơi, kể cả khi kiếm củi, khi ăn cơm, mượn cả sách của thầy, của bạn, về nhà tự mình tìm hiểu. Đêm đến, ông đốt củi lấy lá cây để học. Ông còn nghĩ ra cách bỏ đom đóm và vỏ trứng làm đèn đọc sách. Chính nhờ không ngại núi e sông, nên dù đường đi có khó khăn, có gian nan đến nhường nào, ông cũng đều vượt qua và vươn lên tìm ánh sáng cho khát vọng của mình. Nhờ ý chí kiên cường đó, năm 24 tuổi, Mạc Đĩnh Chi đỗ trạng nguyên. Ông còn làm quan phục vụ cho đất nước ở ba triều vua Trần Minh Tông, Trần Anh Tông, Trần Hiến Tông và được người đời trọng vọng. Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng nhói đau vì những mũi gai. Đúng như lời câu hát, không có con đường đời nào trải đầy hoa hồng, bằng phẳng để cho chúng ta cứ thế bước đi những bước thanh thản, nhẹ nhàng mà vẫn đến được cái đích thành công mà không phải bỏ ra chút công sức nào. Sự thành công của mỗi người đều phải được đánh đổi bằng ý chí, quyết tâm, sự kiên trì, nhẫn nại, thậm chí cả những hy sinh của bản thân. Mỗi chúng ta không thể chọn được nơi mình sinh ra và lớn lên, nhưng ắt hẳn sẽ chọn được cách mình sẽ sống. Không ai khác, bạn sẽ là người tự làm chủ và quyết định được vận mệnh và số phận của mình. Có nhiều người có số phận bất hạnh, không may mắn, nhưng không vì thế mà họ phó thác cho cuộc đời. Bằng niềm tin không lung lay, bạn đổi thay cuộc đời. Như thi sĩ Hàn Mặc Tử, cho dù bị bệnh tật dày vò, nhưng vẫn cố gắng để cho ra đời những kiệt tác, đem đến những dòng thơ trào ra đầu ngọn bút. Hay như thầy Nguyễn Ngọc Ký, cho dù bị liệt cả hai cánh tay, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc thầy từ bỏ ước mơ, khát khao học tập của mình. Bị liệt hai tay thì thầy dùng chân thay đôi tay để cầm bút viết. Và nhờ ý chí nghị lực của mình, thầy đã vượt qua mọi ánh mắt kỳ thị của bạn bè, để giờ đây thầy trở thành một nhà văn, một thầy giáo có danh tiếng trong cả nước. Nghị lực và lòng kiên trì là hành trang rất cần thiết cho ta trên đường đời. Mỗi khi vấp ngã, hãy tự đứng lên. Tỷ phú người Trung Quốc Jack Ma, người sáng lập và điều hành tập đoàn thương mại điện tử Alibaba chia sẻ rằng, nếu bạn đang 25 tuổi, hãy cứ sai lầm đi, đừng lo lắng, ngã thì lại dậy, bạn thất bại, bạn lại đứng lên. Vì thế, mỗi người hãy tự tin với quyết định của bản thân, sẵn sàng hành động, làm mọi việc cho mục tiêu của mình và những điều đó sau này sẽ là tài sản vô giá của bạn.
đường đi khó chẳng thể nào cản được bước chân của một người tràn đầy niềm tin và nghị lực. Tuy nhiên, trong cuộc sống, không phải ai cũng có nghị lực để vượt qua thử thách. Dù đang là thanh niên, họ vẫn có lối sống buông thả, không có lấy một mục tiêu, một dự định. Khi gặp khó khăn thử thách, họ chọn cách phó mặc, chùn bước. Một số người khác còn chưa bắt đầu đã sợ thất bại vì những yêu cầu do công việc đặt ra. Thậm chí, chưa thấy sóng cả đã ngã tay trèo, luôn chần chừ và sợ hãi trước mọi ngăn sông cách núi. Đường đời sẽ càng chông gai nếu những ai nghĩ rằng khó khăn sẽ không vượt qua được. Chúng ta cứ thử một lần bước qua những thử thách, đối mặt với khó khăn thì chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua được vì nghị lực sẽ làm nên tất cả. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, mỗi học sinh cần rèn luyện cho mình những kỹ năng sống cần thiết, đặc biệt là nghị lực sống, cách tốt nhất để vượt qua khó khăn và là một trong những hướng đi nhanh nhất dẫn đến thành công. Hãy luôn nhớ rằng, nếu bạn nghỉ ngơi, bạn bị reset, Helen Hayes. Chính vì thế, hãy hành động, bước đi và đừng âu lo. Bước ra khỏi vùng an toàn để thấy bạn đã mạnh mẽ, đã trưởng thành nhiều hơn bạn tưởng. Đèo cao thì mặc đèo cao, trèo lên tới đỉnh ta cao hơn đèo. Cuộc sống này là của bạn, sân chơi này cũng là của bạn. Được đến với thế giới bằng một cơ thể lành lặn là một diễm phúc. Chính vì thế, hãy trân trọng cuộc sống, trân trọng những khó khăn mà cuộc đời mang đến như một món quà để bạn trưởng thành và phát triển hơn. Dù có khó khăn đến mấy, hãy cứ vững vàng và bước đi. Đằng sau đó là một đóa hoa ngát hương đang chào đón bạn. Mong cho những điều tốt đẹp sẽ đến với một ý chí kiên cường.